Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối tại Cali. Ở Việt Nam, đó, bạn đã bước qua là sáng ngày thứ sáu rồi, thì uh, chưa gì hết chúng ta đã muốn kết thúc tuần này rồi các bạn. Và Thuần cũng đã chuẩn bị rất nhiều những tin tức Thuần muốn chia sẻ với các bạn, nhất là chúng ta chỉ còn một ngày nữa thôi để đến Bitcoin Haven rồi. Và hôm nay, để đăng lý đầu, chúng ta nhìn thấy giá Bitcoin cũng đã có một cái sự hồi phục. Cả ngày hôm nay chúng ta mức là khoảng 63-64 ngàn đô, nhưng mà ngày ngay khi mà thường bắt đầu làm video này đó Thì giá đã giảm cho xuống cái mức là bây giờ là 60.000 đô mà thôi Tại vì chúng ta lại nhận được một cái tin tức rất là lớn các bạn Đó chính là tin tức gì? Đó chính là tin tức liên quan tới Israel và Iran các bạn Cách đây khoảng chừng 30 phút đó Thì ABC News đã đưa ra cái thông tin là Israel đã tấn công Iran Chi tiết hơn đó là họ nói là Israel đã quyết định là không kích Iran Thì sau đó đó chúng ta thấy được là thị trường đã có một cái sự phản ứng Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay bây giờ đó thì những hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ Đã cả ba chỉ số lớn là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures thì đều xuống rất là nhiều. Trong đây chúng ta có chỉ số Nasdaq Futures sẽ giảm tới hơn 2% lần các bạn. Con số không hề nhỏ trong khi mà Dow Futures giảm 533 điểm các bạn, giảm gần 1.5%. Những con số này rất là lớn tại vì các bạn đã biết là những cái chỉ số này nó không có di chuyển nhiều hàng ngày và chúng ta cũng thấy được là hôm nay đó đã, đã là một ngày không tốt cho chứng khoán rồi chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Jones thì không có sự thay đổi nhiều nhưng mà hai chỉ số còn lại đó thì vẫn là màu đỏ các bạn nhìn thấy được là Nasdaq đã giảm 0.52 hiện bây giờ pre-market đã giảm thêm 2% nữa vì cái thông tin này và chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có cái sự tăng trưởng đối với lại dầu dầu đã tăng ngược trở lại các bạn hôm qua hợp đồng dầu đó là xuống tới mức là 82 đô hôm nay đã tăng ngược trở lại sau khi có cái tin tức đó đã tăng trở lại là 300 chấm 71%. Thì bây giờ mức là 85 đồng 80 sen, chưa có cái mức mới gần đây chúng ta nhìn thấy được là gần đây đã giá dầu cũng đã lên tới 86 đô bây giờ thì vẫn chưa qua mức đó nhưng mà cũng đã có sự tăng trưởng trở lại còn về vàng đó thì cũng đã có sự tăng trưởng các bạn vàng một lần nữa đã hơn 2.400 đô sau khi mà có tin còn về crypto đó thì đáng tiếc hôm nay đáng lý là chúng ta có sự hồi phục là khoảng 3-4% phần trăm thì bây giờ thì đang giảm khoảng chừng là 1.71% phần trăm so với mức giá của ngày hôm qua và mới đầu đó thì cái thông tin này chỉ có ở trang web là EBC News mà thôi mọi người thì vẫn chưa có rõ các bạn và thậm chí những trang như là ở trên CNBC đây cũng không nói nhiều nhưng mà sau đó chúng ta cũng thấy được là hiện giờ đã có rất nhiều trang web nói về cái sự kiện này nhưng mà vẫn chưa có chắc chắn 100% tại vì các bạn thấy được là phần lớn nó chỉ nói là nghe cái thông tin là có cái vụ nổ lớn ở Iran và cũng có khả năng là Israel đã không kích Iran rồi đó là những thông tin chúng ta nhận được còn về ABC đây thì nó là họ có cái tin tức nội bộ chia sẻ với họ là việc này đã xảy ra thì chúng ta cũng đã biết là cả tuần này đó thị trường vẫn không có rõ là sau khi mà Iran tấn công Israel cuối tuần qua thì Israel có phản công hay là không có khi nói là có có khi nói là không thị trường nó lên xuống liên tục trong tuần này cũng vì thông tin đó và cái lần cuối cùng chúng ta nói tới nó là ngày hôm qua thì cho tới ngày hôm qua các bạn thấy được là nhiều người nói nếu như mà có một cái cuộc phản công trở lại đây thì có thể phải đợi đến cuối tuần. Hôm nay là ngày thứ sáu ở Việt Nam các bạn và chúng ta đang thấy được đã có biến động rồi. Cho dù là tin tức thật là sao đi nữa đó thì một sự thật đó chính là thị trường đã có cái sự phản ứng còn về lý do tại sao chúng ta nhìn thấy sự phản ứng là dầu tăng hay là chúng ta thấy được là giá vàng tăng nhưng mà về bitcoin đó thì giảm một chút xíu trong khi chứng khoán giảm rất là nhiều thì các bạn cũng đã hiểu rồi cái này nó liên quan tới rất nhiều thứ các bạn thấy được là đối với lại một số quốc gia đó thì họ đã có cái xu hướng tích lũy vàng gần đây có thể là tại vì họ sợ bị cấm bận kinh tế các bạn còn về chứng khoán đó thì các bạn đã thấy được là chứng khoán crypto thì nó có cái sự lo ngại bây giờ đó chính là khi nào mới giảm lãi suất đừng nói tới là có cái cuộc chiến đang diễn ra các bạn cho dù không có đây nữa đó thì với tình hình của CPI bây giờ nhiều người lại bắt đầu lo lắng nhiều hơn là có khả năng tuy là không cao bây giờ vẫn là khả năng sẽ có giảm lãi suất năm nay nhưng mà khả năng giảm lãi suất tới chỉ còn một lần mà thôi các bạn dựa theo những tài liệu trên CME thường đã chia sẻ và chúng ta cũng thấy được hôm nay lại có những cái từ ngữ đó rất là hot rất là nhiều hâu đến từ những quan chức của Fed thường chia sẻ thêm một lát nữa và nếu như mà chiến tranh lan rộng hơn nữa nữa đó mà bây giờ Hoa Kỳ tham gia vào thì lại sẽ rất tốn kém các bạn và đương nhiên cần phải có thêm nhiều tiền không lẽ mới in lại bắt đầu hoạt động trở lại và điều này sẽ dẫn đến lạm phát lại tăng cao lạm phát mà tăng cao thì Fed lại không giảm lãi suất mà Fed không giảm lãi suất thì có nguy cơ dẫn đến suy thoái tài chính các bạn mọi thứ nó đều có sự liên quan với nhau cho nên nó khá là phức tạp đối với Bitcoin đây thường đã chia sẻ nhiều lần rồi Bitcoin bây giờ đó thì nó chia ra làm hai phe các bạn tùy theo các bạn hỏi ai có một số người đó thì xem bitcoin như là tài sản lưu trữ giá trị giống như là bản thân của thuận có một phần bitcoin sẽ lưu trữ một thời gian rất là dài và có nhiều người đó thì xem bitcoin như là một cái công cụ đầu tư như là một cái cổ phiếu đi ngoài công nghệ cho nên khi mà tình hình bất ổn như thế này đó thì họ sợ có suy thoái tài chính thì họ sợ bán những cái cổ phiếu mà họ cảm thấy là có cái rủi ro cao giống như là cổ phiếu công nghệ dẫn đến là có thể ảnh hưởng đến btc cũng bị giảm ngay thời điểm này nhưng mà tất cả đó chỉ là những cái phản ứng trong trong vòng mấy ngày qua mà thôi các bạn Chúng ta cũng đã thấy được là có những cái sự kiện như là chiến tranh của Ukraine và nước Nga đó Thì chúng ta cũng đã thấy được là bây giờ vẫn còn đang diễn ra Nhưng mà từ lúc mà cuộc chiến nó diễn ra tới bây giờ đó thì Bitcoin vẫn tăng trưởng không hề ngừng nghỉ Chỉ là trong thời gian ngắn đó, có cái sự dao động mà thôi các bạn Rồi sau đó Bitcoin lại tiếp tục con đường Và đối với Bitcoin đó lại có thêm một yếu tố quan trọng nữa đó chính là ngày mai sẽ là ngày Bitcoin bình Và như là Thuận đã chia sẻ nhiều lần với các bạn Chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ này mà nói là ồ lý do tại sao Bitcoin giảm trong vòng mấy ngày qua đó có sự điều chỉnh là tại vì lý do này lý do kia tại vì có chiến tranh ở Trung Đông hay là tại vì Fed không muốn giảm lãi suất và khả năng đó là Fed chỉ giảm có một hai lần nếu như mà giảm thì nó khác với lại kỳ vọng trước đây các bạn có thể đưa ra những cái lập luận đó nhưng mà thực tế đó nếu như mà thường thông nói với các bạn là chúng ta đang có tin tức gì mà thường chỉ cho các bạn biết là chúng ta sắp sửa có bịch con hạ bình thì nhiều người cũng có thể nói là chỉ căn bản bịch con đã tăng quá nhiều cách đây khoảng chừng là hơn 4 tuần đã đạt cái đỉnh mới thì bây giờ điều chỉnh một chút trước khi hạ bình cũng không vừa là quá lạ và cái phần trăm điều chỉnh ngay bây giờ cũng không có phải là quá bất thường so với những cái đợt điều chỉnh chúng ta đã thấy là từ đầu năm ngoái tới bây giờ các bạn ngay cả cái mức thấp ngày hôm nay đó chúng ta điều chỉnh tổng là 19.3% cũng như cái phạm vi điều chỉnh chúng ta đã thấy trong vòng khoảng chừng hơn một năm rưỡi qua rồi đó là những cái thông tin mới nhất thì muốn mang đến cho các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tin tức khác mà thường đã chuẩn bị sẵn chúng ta có cái thông tin là đến từ chủ tịch Fed ở New York là John Williams các bạn thì trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó thì ông nói là một đợt tăng lãi suất nữa không phải là điều ông mong muốn nhưng mà ông cũng nói nếu như mà dữ liệu cho thấy chúng ta cần mức lãi suất cao hơn để đạt mục tiêu của mình thì chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Điều mà các bạn cần phải hiểu hơn đó, khi mà chúng ta chỉ xem giá cả phản ứng đó, sau dài tiếng đồng hồ thì các bạn sẽ không có thấy rõ được đâu tại vì nó có tin tức này chồng lên tin tức kia. Giống như là các bạn thấy được là hồi sáng này khi mà có tin tức đó đó thì chứng khoán Hoa Kỳ đã không tốt các bạn. Chúng ta nhìn thấy hai chỉ số lớn đều là đỏ ngày hôm nay. Trong khi mà sau khi có cái lời phát biểu đó đến từ John Williams thì giá của BTC vẫn tiếp tục có sự hồi phục lên tới 64.000 đô. Có nghĩa là những người lưu trữ Bitcoin cũng trên căn bản không quan tâm đến chủ tịch Fed ở New York là John Williams nói gì ngày hôm nay. Trong khi mà chứng khoán lại giảm và lúc đó, đó thì giá dầu không di chuyển các bạn. Nhưng mà ngay sau khi có cái tin tức liên quan từ Israel mới đây thì chúng ta thấy được là chứng khoán cùng với lại Bitcoin lại có sự phản ứng. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được là Bitcoin có thi đi cùng xu hướng với lại vàng, có khi đi cùng xu hướng với lại chứng khoán và điều mà Thuận muốn các bạn hiểu rõ đó là Bitcoin là một loại tài sản hoàn toàn riêng biệt các bạn. Nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn đó và thậm chí có thể lên tới vài tháng chúng ta có thể thấy Bitcoin đi cùng xu hướng với lại Bitcoin hay là vàng, nhưng mà nó không phải mãi mãi là như vậy, đó là điều mà Thuận muốn tiếp tục chia sẻ đây các bạn hiểu và các bạn có thể xem những cái biểu đồ như là Bitcoin tương quan với lại chỉ số Nasdaq hay là S&P 500 và Bitcoin tương quan với vàng đó các bạn nhìn dài hạn trong vòng mấy năm qua các bạn sẽ hiểu thuận đang muốn nói gì à, tại vì trong thời gian ngắn hạn đó thì các bạn thấy được là có nhiều người họ lưu trữ vàng và họ cũng lưu trữ Bitcoin và cái lý do họ bán vàng vì một lý do nào đó cũng có thể lý do tại sao họ bán Bitcoin cho nên trong thời gian ngắn có thể dẫn đến là họ cùng tích lũy vàng và Bitcoin và cùng bán hoặc là chúng ta có những cái thời điểm mà thị trường rất là sôi động chúng ta thấy là cái dòng tiền rất là nhiều tại vì lãi suất thấp à, và tiền được in rất nhiều thì có một số người họ nghĩ bitcoin là công nghệ cho nên họ muốn đầu tư vào những công nghệ để có lợi nhuận cao thì họ đầu tư vào những cổ phiếu công nghệ cũng như là họ đầu tư vào bitcoin và lý do tại sao họ mua hoặc là bán nó sẽ dẫn đến hai cái loại tài sản này cùng nhau tăng và giảm dẫn đến sự tương quan đó là những cái sự tương quan ngắn hạn mà thôi các bạn và trong cái tình hình này ra chúng ta cần phải chờ ít nhất là vài tuần nữa mới có thể thực sự hiểu được là Bitcoin sẽ có phản như thế nào. Nhưng mà tôi có thể nói với các bạn, lịch sử cho thấy đó là những sự kiện này chỉ có ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi. Bitcoin sẽ có cái đường đi riêng của Bitcoin và cho dù có gì xảy ra nữa đó chúng ta vẫn sẽ có Bitcoin 2 bình ngày mai các bạn. Và đó là cái mà có sức ảnh hưởng dài hạn đối với BTC ngắn hạn thì giá bitcoin sẽ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện nhưng mà dài hạn thì chỉ có một yếu tố duy nhất mà thôi các bạn đó chính là cung và cầu chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin lớn liên quan đến crypto ngày hôm nay đi thường có vài thông tin hôm nay liên quan tới binance và Thuần chia sẻ từng thông tin một để các bạn có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra các bạn thấy được là hồi sáng này đó thì có cái tin tức là binance đã quyết định chuyển đổi toàn bộ tài sản trong cái quỹ bảo vệ người dùng hay còn gọi là cái quỹ bảo hiểm của binance đó, là quỹ Safu sang cái đồng ổn định là USDC các bạn Không phải là Tether mà họ sẽ chuyển hết qua đồng USDC của Circle Và đương nhiên các bạn biết là đồng USDC là cái đồng ổn định mà được sử dụng nhiều ở Hoa Kỳ Và có rất nhiều những cái công ty phố Wall đứng sau lưng Chúng ta thấy được là cổ đông của Circle đó Trong đó chúng ta có BlackRock, chúng ta có Vanguard, chúng ta có Fidelity Và rất nhiều những công ty khác ở phố Wall Thì để hiểu chi tiết hơn đó, thì Binance thông báo là họ đã chuyển 100% Không phải là sẽ mà đã chuyển các bạn 100% tài sản của quỹ của họ bao gồm Bitcoin, Binance Coin, Tether và True USD sang USDC có nghĩa là họ sẽ bán Bitcoin và Binance sang USDC cũng như là Tether các bạn và động thái này đang nhằm mục đích tăng cường sự ổn định và đầu tin cậy của cái quỹ Snafu lý do là họ nói là nhằm mục đích tăng cường sự ổn định và đầu tin cậy của quỹ giữ vẫn giá trị 1 tỷ USD bằng cách sử dụng một loại stablecoin được kiểm toán như minh bạch thì các bạn thấy được là họ nói như vậy đó thì có nghĩa là họ không tin Tether và True USD tại vì nếu như họ tin thì thì họ giữ Tether và True USD nhưng mà không họ đổi hết qua USDC các bạn và SAFU đó là cái quỹ được Binance thành lập vào năm 2018 nhiều bạn đã nhớ lúc đó chúng ta có rất nhiều những cái vụ hack lớn và không giống bây giờ đó, bây giờ thì thường có một cái vụ hack lớn thì sàn sẽ bồi thường nhưng mà hồi năm 2018 đó những cái vụ hack lớn dẫn đến sàn phá sản các bạn và người dùng mất tiền thì các bạn thấy được là cái quỹ này là một cái quỹ mà thành lập để mà bảo vệ người dùng trước những cái sự cố bất ngờ đó hay là bị lỗi kỹ thuật hay là vì bất cứ vấn đề gì thì người dùng nó sẽ được bồi thường bởi cái quỹ này và cái quỹ này đó tiền trong đó là đến từ 10% doanh thu từ phí giao dịch và Binance sẽ biết đó họ sẽ duy trì giá trị của quỹ này ở mức là 1 tỷ USD. Vâng mà thật ra bây giờ đó con số họ có là nhiều hơn nữa. Chúng ta nhìn thấy có những cái thông tin như hồi sáng này đó có nhiều người nói là wow đã thấy Binance di chuyển 16.276 BTC nghĩa là gần 1 tỷ đô la ra khỏi ví của họ và các bạn nhìn thấy được là Look on Chain đã cũng đã chia sẻ là chúng ta nhìn thấy Binance đó, đã gửi cái số lượng 16.277 BTC đó gần 1 tỷ và 1.36 triệu đồng BNB nghĩa là khoảng 748 triệu vào cái ví nấm của họ rồi sau đó đó họ đã rút 1 tỷ đô la USDC vào cái ví SAFU của họ có nghĩa là họ gửi vào họ bán rồi sau đó họ rút ra các bạn thì nhiều người nói có thể đây là lý do tại sao chúng ta có cái sự điều chỉnh gần đây nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn tại vì cái này có thể là họ đã tính trước rồi và họ hoạt động ngày hôm nay tại vì có thể là họ đã có sẵn người mua tại vì họ sẽ bán trên sàn OTC chứ các bạn nghĩ sao mà họ bán số lượng lớn này ở trên sàn spot các bạn tại vì họ muốn bảo tồn cái số tiền trong quỹ Safu mà đâu phải là họ muốn bán để mà đâm thị trường đâu và các bạn có thể nhìn thấy được là bây giờ đó thì cái quỹ Safu này dựa theo lúc on chain thì đang có tổng cộng là 1.75 tỷ đô la nhưng mà các bạn đã thấy được là Binance nói họ chỉ muốn duy trì 1 tỷ mà thôi thì có khả năng trong vòng vài ngày tới họ sẽ rút ra cái phần dư này 757 triệu đô la ra của quỹ này và chỉ giữ một tỷ trong đó mà thôi đó là cái thông tin đến từ Binance các bạn à, tôi muốn chia sẻ rõ hơn để các bạn nắm bắt được tại vì một số bạn nghĩ là Binance đã đâm một số lượng lớn BTC và BNB ngày hôm nay tôi nghĩ là khả năng đó cũng không có cao đâu các bạn có thể là họ đã muốn làm việc này trong dòng mấy tuần qua rồi Nhưng mà cho tới ngày hôm nay Họ mới có cái số lượng à, Nguồn cầu các bạn Có nghĩa là có ai đó muốn thu mua Cho nên à, họ mới có cái sự hành động ngày hôm nay và Một lần nữa phần lớn đó là Khả năng cao họ sẽ bán trên sàn OTC Không bình thường trực tiếp Đối với lại thị trường Và cũng có khả năng là họ bán cho những cái quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ Tại vì những quỹ đó cần thêm Bitcoin Thôi để chia sẻ chi tiết Và những cái thông tin liên quan đến dòng tiền một lát nữa Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một sàn mà nhiều bạn cũng đã khá quen thuộc rồi là sàn Binx và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Binx là cái sàn giao dịch tiên phong về copy trade từ những năm 2018 với giao diện dễ dùng cho traders mọi cấp độ bên cạnh đó đó thì Binx cũng là sàn gọi là chiều chơi khi họ là nhà tài trợ trên cái sự kiện blockchain lớn trên toàn cầu cũng như là đối tác chính thức với đội bóng Chelsea tài trợ sự kiện token 2049 Pulse Blockchain Week và Good Morning Việt Nam tháng tư này đó thì cùng mừng BTC Haven 4 năm một lần thì có một cái chủ hoạt động dành cho những người mới tại Binance BinX tổ chức hoạt động bắt đầu hành trình BinX của bạn với Airdrop BTC. Airdrop bạn mới chia thưởng một BTC tổng cộng. Thời gian đó là vào ngày 3 tháng 4 cho đến ngày 24 tháng 4. Thế lợi thì các bạn thứ nhất là nạp rồng lần đầu 100 USDT. Thứ hai là hoàn thành khối lượng giao dịch ở hai mức thưởng là 5 đô và 25 đô. Hoàn thành các nhiệm vụ để có cái suất chia tổng thưởng là một BTC. Những điều kiện đó thì các bạn có thể thấy chi tiết ở trên bàn hình. Những bạn nào mà chưa có tài khoản binance thì có thể đăng ký tham gia link trong mô tả để được giảm các phí giao dịch và tham gia các chương trình hấp dẫn dành cho người mới của binance Như thường lợi, link đăng ký và những chi tiết của chương trình tôi sẽ để trong các phần mô tả của video này cho các bạn tham khảo. Và đây là thông điệp đến từ Binance. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay Thì các bạn thấy được là có một cái thông tin khác nữa thì cũng tốt đối với Binance Tại vì năm 2023 là một năm mà Binance gặp hết thông tin này là thông tin kia các bạn Các bạn đã nhớ là năm ngoái đó thì hầu như tuần nào cũng có tin tức xấu hết hết quốc gia này nó là Binance phải ngừng hoạt động tới quốc gia kia nhưng mà lần này đó thì các bạn thấy Binance cho biết là họ đã được cơ quan quản lý tài sản ảo Vara Dubai cấp giấy phép đầy đủ để mà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và đây là giai đoạn cuối cùng sau gần một năm thì có nghĩa là Binance sẽ trở lại Dubai các bạn để mà hoạt động và thêm một đó nữa chúng ta cũng có một cái thông tin khác cũng khá là lạc quan cuối cùng đó, thì Binance nói là họ sẽ trả cái mức phạt là 2 triệu đô la chỉ 2 triệu thôi các bạn để có thể trở lại hoạt động ở Ấn Độ. Tại vì người ta biết là cách đây vài tháng đó thì Ấn Độ đột ngột nói là hàng loạt những cái sàn này đó là không được hoạt động ở Ấn Độ tại vì không có đăng ký và không có theo luật của địa phương trong đó chúng ta có không chỉ riêng là Binance mà có Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, Maxi, Bitrex và Bitfinex các bạn tất cả những sàn này đó đều bị ngưng hoạt động ở Ấn Độ nhưng mà bây giờ ra Binance có thể là khả năng trong thời gian mấy tháng qua họ đã đàm phán thành công với Ấn Độ rồi tại vì trên căn bản đó trả cái phí 2 triệu này cũng không phải là số nhiều đâu đối với sàn Binance không có lý do gì mà vì 2 triệu mà họ bị mất đi một thị trường lớn như vậy có khả năng là còn những cái đòi hỏi khác liên quan đến pháp lý nữa thì uh, hiện bây giờ ra thông tin là nó lạc quan hơn các bạn có khả năng là Binance sẽ trở lại Ấn Độ thì dựa theo bài viết này đó KuCoin đã trở lại Ấn Độ rồi nhưng mà thường không có sống ở đó cho nên không biết nhưng mà nào mà sống ở Ấn Độ đây thì có thể comment bên dưới xem coi là có phải là sàn KuCoin đã hoạt động trở lại và các bạn có thể đăng ký và sử dụng được chưa và còn một thông tin nữa liên quan đến Binance nhưng mà cái này liên quan tới CZ các bạn thì uh, có thể nhiều bạn không biết Binance uh, thì ngoại trừ CZ chúng ta có một đồng sáng lập khác nữa của Binance đó chính là HEG các bạn và đó trong cái uh, cuộc nói chuyện ở trong cái hội nghị Token 2049 thì đã nói là CZ đã nhận được kết quả tối ưu nhất rồi những cáo buộc ban đầu uh, thì có thể dẫn đến án tù lên tới 10 năm liên quan đến các vấn đề mà sàn Binance đã dàn xếp với bộ tư pháp ở Hoa Kỳ năm ngoái cái mức án bây giờ uh, đề nghị thì chỉ có từ 12 tới 18 tháng mà thôi và chúng ta cũng không rõ là cái này là đi tù thật sự hay là chỉ bị tù treo Chúng ta phải đợi tới ngày 30 tháng 4 các bạn Bây giờ cái ngày mà sẽ được tuyên án đó là ngày 30 tháng 4 Hiện bây giờ đó thì CG vẫn được đi lại tự do ở Mỹ các bạn Không giống như là Simon Free Trước khi mà tuyên án đó thì bị bắt giam cho đến ngày tuyên án Nhưng mà CG thì bây giờ vẫn đi lại tự do ở Mỹ Nhưng mà có một số hạn chế và không thể rời khỏi Mỹ được Thì chúng ta sẽ biết kết quả vào ngày 30 tháng 4 Cho những người nào mà quan tâm và chúng ta nhìn thấy được là cả thị trường hôm nay đó thì đã chuyển thành đỏ rồi các bạn từ xanh thành đỏ nhưng mà cũng không phải là tệ lắm các bạn chúng ta nhìn thấy được là tổng số vốn hóa đó thì giảm xuống là 2,3 nghìn tỷ giảm 2,4% bitcoin đó thì giảm 1,6% dựa theo con kết so với mức giá của ngày hôm qua nhưng mà những đồng altcoin đó thì giảm nhiều hơn các bạn chúng ta có nhìn thấy được cả thị trường ngày hôm nay phần lớn là một màu đỏ hiện tại và chúng ta đương nhiên chỉ còn có một ngày 2 giờ nữa thôi đã đến Bitcoin bên rồi các bạn thì đối với bạn nào mà đây là cái ngày Bitcoin bên đầu tiên nên thì chúc mừng các bạn chúng ta đã đang tiến tới rất là gần rồi mới ngày nào đó chúng ta nói là còn một năm nữa rồi còn 6 tháng bây giờ chỉ còn một ngày và 2 giờ nữa thôi và mới ngày nào chúng ta còn đang chờ đợi xem coi năm 2024 sẽ ra sao các bạn chúng ta cực kỳ háo hức bây giờ chúng ta đã gần muốn kết thúc tháng tư rồi và thuận hy vọng là những cái chúng ta nhận được không làm các bạn thất vọng tại vì chúng ta thấy là cái mức giá bây giờ so với đầu năm đã tăng rất là nhiều rồi chúng ta đã ở mức giá là 61.000 đô các bạn hiện giờ BTC đã hồi trở về 61.000 đô rồi sau khi giảm xuống dưới 60.000 đô một ít thì bây giờ chúng ta đã trở về cái mức là 61.000 đô thì chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái mức gọi là tương đối trong lịch sử đó là cao nhất cho Bitcoin Haven tại vì chúng ta biết là cái mức giá ở Bitcoin Haven thì thường là khoảng chừng phân nửa cái đỉnh của cái chu kỳ trước đó có nghĩa là nếu chúng ta nói tới năm 2020 đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là lúc đó giá Bitcoin ở mức là 9.000 đô, cái đỉnh trước đó là khoảng chừng 19.000 đô. Và các bạn có thể nhìn thấy được là Halving đầu tiên năm 2012, lúc đó giá Bitcoin chỉ có 12 đô mà thôi. Halving lần thứ hai năm 2016 là chúng ta thấy được giá Bitcoin đó chỉ có 638 đô hai bên lần thứ ba năm 2020 lúc đó giá Bitcoin là khoảng 9.000 đô các bạn và giá Bitcoin ngày hôm nay thì bây giờ là 61.000 đô thì các bạn có thể thấy được là Bitcoin đó nó thực sự là tăng trưởng như thế nào rồi chúng ta có thể theo dõi giá hôm nay ngày mai rồi tuần tới thì các bạn thấy được giá dao động và nhiều khi đó giá lên rồi giảm chút xíu các bạn không được vui nhưng mà khi bạn zoom ra các bạn mới thực sự thấy được là wow các bạn mua Bitcoin ngày halving năm 2020 thì đến bây giờ các bạn đã lời bao nhiêu rồi và các bạn mua Bitcoin halving trước đó năm 2016 thì các bạn đã lời bao nhiêu khi mà đến halving lần thứ ba thì bây giờ các bạn mua Bitcoin thì chúng ta có thể tưởng tượng là 4 năm sau ra sao các bạn chỉ nghĩ tới thôi đó, thì cũng cảm thấy hào hứng rồi đương nhiên không ai biết được tương lai nhưng mà các bạn có thể nhìn vào lịch sử đó thì thấy Bitcoin thực sự là một cái gì đó nó tăng trưởng không hề nhỏ đâu các bạn chúng ta có thể nghe người này hay người kia chỉ trích địch khôi về cái này về cái kia về công nghệ về độ phi tập trung hay là về giá cả có lúc tăng lúc giảm à, về giá cả cũng đã có, có sự giảm sau khi mà có những thông tin liên quan đến chiến tranh xảy ra trung đông sau khi mà tin tức này tin tức kia nhưng mà sự thật đó thì các bạn thấy được là có tài sản nào trên thế giới mỗi 4 năm mà có có sự tăng trưởng gì hay là không không đâu các bạn những tài sản trong vòng 15 năm qua 20 năm qua trên thế giới này đã không có tài sản nào mà tăng kiểu này hết, đi được một sự tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Và bây giờ vẫn có nhiều người nói Bitcoin là mô hình Ponzi hay là người ta nói Bitcoin là một cái bong bóng. Có bong bóng nào tồn tại 15 năm và sau khi mà bong bóng bị vỡ rồi lại tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục tăng trưởng các bạn và gặp biết bao nhiêu khó khăn về pháp lý thì vẫn tiếp tục tăng trưởng. Cho nên nếu nói Bitcoin chỉ là một bong bóng đó, thì đã có một cái nhìn quá cạn về thực sự khôi ra sao rồi các bạn. Lúc nào cũng vậy, zoom ra các bạn sẽ thấy được sự thật và ít nhất bây giờ đó chúng ta cũng có một vài người vẫn gọi Bitcoin là một bong bóng tài chính, một mô hình Ponzi để không chia sẻ với một lát nữa. Và chúng ta cũng thấy được có một điều thú vị đó Thuận mới nghĩ đến là chúng ta thấy có rất nhiều thứ trên thế giới này Nó dựa theo 4 năm các bạn Chúng ta biết là Olympics cũng là 4 năm một lần World Cup cũng là 4 năm một lần Chúng ta thấy là bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng là 4 năm một lần Và đương nhiên Bitcoin Haven cũng là 4 năm một lần Tại sao lại chọn 4 năm các bạn Và có rất nhiều bạn có đã comment bên dưới Và Thuận cảm thấy cũng có lý Tại vì trong tự nhiên đó, số 4 xuất hiện rất là nhiều Giống như chúng ta nói tới là một năm đó thì có bốn quý, một năm thì có bốn mùa xuân hạ thu đông và thậm chí nhiều bạn nói là cuộc đời đó thì có bốn giai đoạn là sinh lão bình tử các bạn số 4 là một cái gì đó nó rất là tự nhiên cho nên không có gì lạ khi mà bitcoin là có Bitcoin Haven khoảng chừng mỗi 4 năm một lần và trước khi mà có halving chúng ta thấy được là bây giờ có rất nhiều những cái đài truyền hình họ có quảng cáo và họ nói rất nhiều về Bitcoin halving cho nên cái lượt tìm kiếm Bitcoin halving ở trên Google đó đã đạt cái mức kỷ lục mới rồi các bạn kể từ năm 2020. đương nhiên rồi những năm còn lại đâu ai đi kiếm Bitcoin halving làm gì các bạn, họ chỉ kiếm Bitcoin Haven cái năm của Bitcoin halving mà thôi nhưng mà cái sự hứng thú đến hiện tượng này đã đang mức cao các bạn và chúng ta nhìn thấy được hôm nay đã hashtag cũng đã ra một cái quảng cáo mới hashtag là một chuyên công ty mà họ cũng có bitcoin smart etf đó họ đã có một quảng cáo mới thì trong quảng cáo này thông điệp rất là đơn giản các bạn họ nói là rất nhiều tiền là tốt tại vì phần lớn các bạn nhìn thấy được là cái hình ảnh họ chia sẻ đó chính là 100 đô la hoa kỳ hay là đồng bảng anh thì họ nói là rất nhiều là tốt khi họ nói đến tiền nhưng mà khan hiếm đó thì tốt hơn đó chính là cái thông điệp đến từ hashtag các bạn cũng rất là đơn giản nhưng mà thường cảm thấy cũng rất là hiệu quả ít nhất nó cũng khiến cho người ta đi tìm hiểu thêm các bạn có thể hiểu như thế này bây giờ đó cho dù là một ai đó nói xấu về bitcoin đi nữa đó thì cái hiệu ứng quảng cáo nó cũng rất là cao các bạn có thể là một ai đó không quan tâm tới bitcoin nhưng mà tại vì một người nào đó giải thích tại sao bitcoin không tốt dẫn đến họ lại có hứng thú muốn đi tìm hiểu về bitcoin và họ sẽ có cái luận riêng của mình cho nên thì bây giờ đó ai nói gì về gì Bitcoin cũng là tốt hết cho dù là họ không có nói tốt về Bitcoin cũng là tốt luôn các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy hôm nay đã cũng có một cái bài phỏng vấn ở trên CNBC và hầu như ngày nào cũng có những bài phỏng vấn trên CNBC các bạn rất là nhiều luôn không giống như hồi xưa hồi xưa đó chỉ cần có một ai đó được mời lên trên đài CNBC là cái đài lớn liên quan đến tài chính mà nói về Bitcoin thôi đó thì người ta không bị cái clip đó người ta chia sẻ đầy hết bây giờ ra thì một ngày tới mấy clip là các bạn thôi chỉ lựa chọn những clip đặc biệt mà thôi và trên màn hình đó, hôm nay chúng ta có Andrew Saramucci thì đương nhiên mời lên cũng chỉ để nói về Bitcoin mà thôi các bạn tôi sẽ chia sẻ cái clip ngắn này rồi chúng ta sẽ nói tiếp thì các bạn thấy được là cái clip ngắn này đó là Anthony Samuji giải thích tại sao mà ông tin là Bitcoin sẽ đạt được 50% vốn hóa của vàng và dài hạn có thể vượt qua cả vốn hóa vàng và chúng ta sẽ xem cái clip ngắn này rồi thường sẽ chia sẻ tiếp tại vì đó chúng ta thấy được là tất cả mọi người có thể là cái hành trình tìm hiểu Bitcoin nó thời điểm khác nhau có người cần nhiều thời gian hơn cần ít thời gian nhưng mà mọi người đã thường thấy là phần lớn đều bắt đầu từ một điểm chung đó chính là sự hoài nghi các bạn khi mà các bạn nghe nói tới Bitcoin lần đầu tiên đó thường nghĩ là phần đầu tiên của các bạn nghĩ đây là một trò lừa đảo các bạn không tin vào một tiền điện tử làm sao mà họ không thể làm giả được vân vân Ai cũng bắt đầu từ lúc đó và ngay cái Michael Saylor, các bạn thấy được Michael Saylor đó, Thuận nhớ là năm 2013 thì ông cũng nghĩ là Bitcoin sẽ biến mất. Bây giờ ông trở thành một trong những người mà cực kỳ tin tưởng Bitcoin và Thuận cũng vậy, Thuận đã chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi. Thuận bắt đầu nghe nói Bitcoin đó là năm 2010 và lúc đó Thuận cũng nghĩ như là các bạn nào mà mới vừa nghe Bitcoin lần đầu tiên, đây là một cái sự lừa đảo và Thuận chẳng quan tâm cho đến giống như là gần cuối năm 2016 các bạn khi mà thường mua Bitcoin đó lúc đó đã là 800 đô rồi cũng như là Michael Saylor khi mà mua Bitcoin lúc đó đã là mười mấy 20 ngàn đô rồi ông không có mua lúc mà giá Bitcoin rẻ và thường cũng không mua cái lúc mà giá Bitcoin chỉ có vài đô la tại vì sao các bạn tại vì uh, mọi người chỉ có thể mua Bitcoin cái mức mà họ xứng đáng mà thôi thì thường chia sẻ cái clip này cũng chỉ một phút thôi rồi mình sẽ nói tiếp I started out as a skeptic I think what got me past being a skeptic Is the notion that this is immutable? It's, a, it's decentralized in a way that makes it very powerful. Right. The network itself is scaling. And if you think about the way we treat money in our society over the last 5,000 years, Bitcoin checks all of the boxes. The only right. box it doesn't check is central bank manipulation, which I think it makes it way more powerful. And so at a trillion four, could this trade to half the market capitalization of gold, where gold is $16 trillion today? We believe it can. We actually think it's going to go through the market capitalization of gold. And if you're making the point that uh, the American owners I in an ETF are not going to be enough to get it there, uh, I disagree because over time, the acceptance regulatorily is going to allow people to put it in the portfolio, a 1% position yeah. in these global portfolios takes it there. Các bạn đã thấy được it. là Anthony Samochi cũng đã chia sẻ là ông cũng như là mọi người bắt đầu biết về Bitcoin và bắt đầu từ cái sự hoài nghi cho đến khi mà tin tưởng và ông thì có lòng tin là Bitcoin sẽ trước hết là đạt được phân nửa vốn hóa của vàng và sau đó đạt được cái vốn hóa còn cao hơn cả vàng chính là 16.000 tỷ các bạn hiện bây giờ đó ngay ngày hôm nay vốn hóa của Bitcoin đó các bạn nhìn thấy được là mức là 1,2 nghìn tỷ và vốn hóa của vàng đã dựa theo Antisa Muci thì rất là cao Tới cái mức mà các bạn có thể nhìn thấy được là như ông nói là 16.000 tỷ. Thì nếu như mà muốn đạt mức đó thì phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà không hẳn là không đạt được đâu. Và cũng không cần phải có cái gì đó quá nổi bật xảy ra hay là có cái gì đó cực kỳ bất ngờ xảy ra. Chỉ là theo thời gian khi mà người ta dễ dàng tiếp cận được di bịch coin hơn. Giống như chúng ta có bịch con spot ETF đó, thì chúng ta được càng ngày sẽ có tiền đi vào thị trường này và chỉ cần 1% một phần trăm của những cái tài sản đầu tư bây giờ mà thôi đầu tư bịch Bitcoin thì có thể đạt vốn hóa cao hơn cả vàng đó là cái suy nghĩ của Anthony Samuchi còn một phần nữa đó mà Thuận Tìm thấy được ở trên đài CBC nhưng mà ở trên uh, Twitter tôi không tìm thấy đó chính là cái phần còn lại người dẫn chương trình á thì uh, các bạn thấy được là đã hỏi Anthony Samuji về ông có hình dung Bitcoin bây giờ ra sao trong lịch sử hay là không tương đối khi mà so sánh với lại giống như chúng ta nói tới là thời kỳ bóng com thì ông nói là Ông nghĩ Bitcoin bây giờ tương tự như là Amazon năm 1999 Thì người dẫn chương trình á, đã nhanh chóng nói là Nhưng mà sự khác biệt là tôi sử dụng Amazon thường xuyên Còn Bitcoin thì tôi ít sử dụng sau đó đó thì Asset chỉ so sánh về giá của Bitcoin và Amazon Thì tuy là bây giờ ai cũng nói là Amazon đó là cổ phiếu rất là tốt Nhưng mà trước khi mà có ngày hôm nay đó thì Amazon là một công ty còn rất là mới thời kỳ của bong bóng com các bạn trước năm 2000 và nó cực kỳ biến động các bạn có biết là trong lịch sử đó thì Amazon đã có 4 đợt điều chỉnh giảm dưới 50% trong đó đó thì đợt lớn nhất là giảm tới 83% vào năm 2000 rồi sau đó giảm 73% năm 2001 thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái uh, biểu đồ của Amazon À, trên màn hình các bạn thì nhìn thấy được đây là cái biểu đồ giảm giá của Amazon theo từng năm. À, và cái này là từ năm 97 tới năm 2016 mà thôi các bạn thấy được là năm khoảng chừng là 1998 trước năm 2000 đã, có một cái đợt giảm là 59%, rồi năm 2000 giảm 83%, năm 2001 giảm 73%, những năm còn lại đó thì giảm từ 20 tới 40 50%. Và các bạn thấy được là năm 2008 nó giảm 64%, năm 2014 giảm 30%, năm 2001 giảm 30%. Nói chung nó cái phần trăm giảm này những cái năm đầu tiên nó còn kinh khủng hơn Bitcoin nữa các bạn. Ít ra đó thì Bitcoin giảm 80% nhưng mà nó mỗi bốn năm một lần trong khi mà chúng ta nhìn thấy được Amazon năm mấy năm liên tục điều giảm phần trăm lớn nó cực kỳ dao động bây giờ chúng ta nghĩ Amazon một cái công ty đồ sộ chúng ta có lòng tin và cổ phiếu nó cũng không dao động nhiều gì nữa nhưng mà chúng ta lại quên cái lúc bắt đầu nó như thế nào và cho dù là như vậy đi nữa đó, nếu một ai đó thật sự lòng tin về Amazon 20 năm trước họ bỏ 10.000 đô để mà mua cổ phiếu Amazon thì bây giờ 10.000 đô đó đã trở thành 645.000 đô rồi các bạn, cái sự tăng trưởng nó cũng rất là kinh khủng. Trong khi mà bỏ 10.000 đô đó đầu tư vào chỉ số S&P 500, đó, thì trong vòng 20 năm qua, các bạn chỉ nhân ba tài sản mà thôi. Amazon cho các bạn cơ hội lợi nhuận tốt hơn. Cho dù là nó dao động, thì về cái mặt đó đó nó cũng không khác biệt gì nhiều so với là Bitcoin bây giờ đâu. Nhưng mà đó là một phần thôi các bạn. Thường ước gì ra El Salvador có câu trả lời khác tốt hơn? Tại vì đó thật ra cái câu nói là tôi sử dụng Amazon thường xuyên nhưng mà tôi không sử dụng cơ thường xuyên cho nên hai cái đó nó không giống nhau. Thật ra đâu có mấy ai sử dụng Amazon những năm 1990 rồi các bạn cho nên nó mới đâm mạnh như vậy. Tại vì đó là một cái nền tảng mà rất ít người sử dụng trước đây nhưng mà họ nghĩ là nó có thể có tương lai cho nên chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái nhà đầu cơ đẩy giá lên đẩy giá xuống nhưng mà khi bong bóng vỡ đó thì Amazon đã xuống rất là nhiều. Tại vì trên căn bản đó Amazon cũng không có cái thu nhập thực tế các bạn. Lúc đó đó thì phần lớn họ chỉ bán những cái sách mà thôi không phải như bây giờ đâu các bạn không nên lên đó để mà mua tất cả mọi thứ các bạn chỉ có thể lên đó để mà mua bán sách mà thôi và mãi đến khi học đại học đó thì tới năm 2004 các bạn thì lúc đó nó mới lần đầu tiên thường dùng amazon để mà mua bán sách cũ chúng ta nhìn các sản phẩm thông dụng hôm nay và dễ dàng có những cái định kiến khi mình nhìn thấy một cái gì mới mà ít ai sử dụng và nói là nó sẽ mãi mãi không có là cái gì hết nhưng mà chúng ta lại quên đi sự khởi đầu của những sản phẩm đó các bạn có nhớ là khi mà iphone ra đời đó thì người ta nói gì hay là không khi mà chúng ta có Uber ra đời chúng ta có những cái mà bây giờ các bạn sử dụng thường xuyên đó, mới ra đời thì ai cũng nói là nó sẽ không thành công đâu khi Google mới ra đời để người ta nói là làm gì có chuyện một công ty mới có thể xóa ngồi và hưu được kết quả thì sao các bạn thì chúng ta cũng đang chứng kiến những cái đó và thật ra trong vòng mấy năm qua nên nếu các bạn theo dõi Bitcoin các bạn thấy được cái sự chấp nhận nó như thế nào rồi cái volume giao dịch Người ta sử dụng Bitcoin rất là đa dạng Hiện bây giờ nó ngày lại càng được phổ biến hơn Nói điều mình thường muốn chia sẻ đây với các bạn. Và chúng ta cũng còn vài thông tin lớn khác. À, chúng ta sẽ nói với một thông tin cũng khá là thú vị các bạn. JP Morgan CEO đó, chính là Jamie Dimon, ngày hôm nay cũng đã có cái à, phỏng vấn. Và trong cuộc phỏng vấn này đó, ông đã được hỏi về crypto. Thì ông vẫn nói như trước đây các bạn, Bitcoin là lừa đảo, là một mô hình Ponzi. Không có hy vọng gì hết. <laughs> các bạn nên hiểu là JP Morgan có nhiều quỹ đầu tư vào crypto cũng như là JP Morgan đã trở thành công ty trung gian cho quỹ BlackRock Bitcoin ETF các bạn. Ngân hàng JP Morgan đang là một đối tác quan trọng cho Bitcoin Spot ETF. Họ cũng là một cái ngân hàng mà có nhiều cái dự án liên quan đến crypto nhưng mà JP Morgan CEO Jimmy Diamond thì vẫn nói Bitcoin là lừa đảo là một mô hình Ponzi các bạn. Cho nên đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì họ làm. Để thường cho các bạn xem một clip ngắn này chỉ vài giây thôi. Crypto. If you mean crypto like Bitcoin, I've always said it's a fraud. Uh, so are... no hope for it. Well, if, it's, if they think a currency there's no hope for. It. It's a Ponzi scheme. It's a public decentralized plan. <laughs> các bạn đã nghe rồi đó chỉ là lừa đảo một mô hình ponzi mà thôi và các bạn đã biết là jamie diamond đã nói bitcoin là sẽ không tồn tại chỉ về con số không kể từ năm 2014 các bạn 10 năm rồi 10 năm rồi lần đầu tiên ông nói về bitcoin là ngày 23 tháng 1 năm 2014 và ông nói là bitcoin đó không phải là một nơi lưu trữ giá trị Lúc đó các bạn nghĩ Bitcoin bao nhiêu các bạn? <laughs> năm 2014, Bitcoin đó chỉ có 1 200 đô gì thôi. Chúng ta nhìn thấy được là tới năm 2015 ông nói Bitcoin đó là sẽ uh, mất đi và sẽ không thể nào mà có thể sống sót được. Năm 2016 cũng vậy, năm 17 cũng vậy, năm 18 cũng vậy. À, uh, các bạn thấy được là bây giờ cũng vậy. Và giá Bitcoin đó không về con số 0 mà chỉ có thêm nhiều con số 0 sau lưng mà thôi các bạn. Chúng ta cũng có uh, một cái cuộc phỏng vấn thôi sẽ không có chia sẻ cái clip này đâu tại vì uh, thường nghĩ là thường tóm tắt nó hay hơn. Clip này là một cái clip mà chúng ta đã nhớ ngày hôm qua đó có cái dự luật liên quan đến cái đồng ổn định và chúng ta có hai thượng nghị sĩ đó rất là ủng hộ crypto. Chúng ta có người bên tay phải đó là thượng nghị sĩ Cynthia Lumis của Wyoming và bên tay trái đó chính là thượng nghị sĩ uh, Kristen Gillibrand các bạn. Và thượng nghị sĩ này là đến từ New York thì hai người này là hai người đã ra cái dự luật liên quan đến crypto ngày hôm qua thì trong cuộc phỏng vấn này đó nói chung đó là chúng ta thấy là một trong những điều họ không muốn đó chính là những cái stable coin thuật toán tròn lại đó thì các bạn thấy được dự luật này trên căn bản nó rất là tốt cho thị trường tại vì cái dự luật này đó chúng ta nhìn thấy được là họ cho phép những công ty tư nhân có thể phát hành stable coin thông qua cái công ty riêng biệt có nghĩa là các bạn là công ty các bạn muốn phát hành stable coin các bạn phải có một cái công ty riêng để có vấn đề gì để ảnh hưởng tới công ty đó mà thôi và cần phải được hỗ trợ phần 100% tài sản và có thể là được bảo vệ bởi những cái quy định như là FDIC các bạn lỡ như mà công ty đó gặp vấn đề gì mà bị phá sản đó thì những người lưu trữ stablecoin được bồi thường bởi cái quỹ bảo hiểm cho nên đây là những cái gọi là tiến bộ hơn và đặc biệt hơn đó họ nói là những cái quỹ mà dưới 10 tỷ đô la sẽ có thể được hoạt động dưới luật của tiểu bang chứ không cần phải có liên bang chấp thuận các bạn trên 10 tỷ thì phải có liên bang chấp thuận thì chúng ta thấy được là càng có những cái quy định rõ ràng liên quan đến stablecoin đó thì càng khiến cho nhiều công ty họ tự tin hơn để mà phát hành stablecoin chứ còn hồi xưa các bạn đã nhớ là facebook nó muốn đưa ra cái đồng libra à, sau này gọi là đồng diêm thì à, chúng ta biết đã bị gọi lên quốc hội rồi bị hành thập đổi thứ rồi cuối cùng là họ cũng đã phải hủy bỏ cái à, dự án đó và không phát hành stablecoin nếu như mà được thông qua dự luật này sẽ khiến cho nhiều công ty tự tin hơn phát hành stablecoin và càng có nhiều người có stablecoin họ sẽ càng tham gia vào thị trường này nhiều hơn các bạn tại vì stablecoin là cái cầu để mà kết nối một người bình thường với lại thị trường crypto này và chúng ta cũng có một cái thuyết các bạn Cái thuyết này là ngày hôm qua đến từ Gary Gensler Và chúng ta đã bị ông troll rồi Tại vì cái thuyết này đó ông bắt đầu mở ra Bắt đầu chia sẻ giống như là Được phục vụ trong vai trò chủ tịch SEC Đó là một vinh dự các bạn thường Các bạn chỉ nói như vậy Khi các bạn muốn từ chức mà thôi Giống như là các bạn muốn nói những lời tốt đẹp Rất vinh dự để được làm tại công ty này Rồi sau đó các bạn mới nói lý do tại sao các bạn rời khỏi Nhưng <laughs> mà các bạn thấy được là chúng ta đã bị troll rồi Tại vì Gary Gensler đó sau đó Bắt đầu nói tính là trong lúc mà tôi còn là làm việc ở SEC đó thì đã có tổng cộng là 2.000 lần thực thi pháp lý rồi đã có thể là thu về 6 tỷ đô la cho SEC rồi có rất là nhiều những cái luật mới được phát hành dưới trướng của tôi vân vân à, mọi người nghe tới đây thì cảm thấy là wow có phải là thật sự ông sắp sửa từ chức hay không nhưng mà sau đó ông đã cho chúng ta các bạn ông nói là and we're not done có <laughs> nghĩa là tôi vẫn chưa xong các bạn <laughs> cho nên mọi người mới đầu rất là hớn hở sau đó đọc là và chúng tôi vẫn chưa xong <laughs> ông không có từ chức đâu các bạn ông chỉ cho mọi người mà thôi và chúng ta hãy xem coi là hôm nay đã phần trăm bitcoin có lời như thế nào thì cái này nó cũng không phản ảnh cái thông tin mới ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là cái chỉ số mà được thu thập đó là khoảng 63.000 đô thì ở mức là 87.13 phần trăm bitcoin có lời dựa theo classno hiện tại nó vẫn cái mức là 80 phần trăm các bạn chưa có thay đổi nhiều chúng ta thật sự muốn thấy Bitcoin tích lũy nhưng mà nó rất là khó các bạn Bitcoin hầu như là một là muốn tăng mạnh bây giờ hai là muốn giảm mạnh chứ không có muốn tích lũy chúng ta thì là ngày hôm nay đã thấy Bitcoin đi từ 60 lên đến 64 là từ 64 xuống 59 các bạn thì bây giờ là 61 700 đô đã có một cái sự hồi phục sau khi cái tin tức từ Israel và tôi cũng chưa xem tin tức mới các bạn cái thông tin đó thường xem coi là có uh, thật sự là tin thật hay không thì uh, nhìn những cái tiêu đề các bạn thấy được là thật sự đã có cuộc tấn công từ Israel vào Iran nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là ít ra đã Bitcoin cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại rồi bây giờ mức là 61.600 đô chứ còn khi mà có tin thì đã giảm xuống tới mức là 59.600 đô các bạn và chúng ta hãy nói về Bitcoin Spot ETF đi thì hôm nay là một ngày mà chúng ta thấy là GBTC bán 90 triệu. Điều tốt đó là những quỹ kia sau khi một thời gian im lặng thậm chí là bán thì đã thu trở lại rồi các bạn. Chúng ta nhìn thấy được hôm nay có rất nhiều quỹ thu lại. Chúng ta có Fidelity thu vào 37 triệu, chúng ta có cái quỹ Bitwise uh, thu vào 12.8 triệu, Ark Invest thu vào 9.5 triệu. Nói chung nó là chúng ta đang âm 23.1 triệu nhưng mà đáng tiếc cái thông tin mới nhất đó, chúng ta nhìn thấy được là đến từ BlackRock họ chỉ thu vào có 19 triệu mà thôi có nghĩa là ước tính bây giờ là chúng ta đang có một ngày âm là 4 triệu các bạn chúng ta thấy được đây chính là cái ngày âm liên tục 5 ngày nhưng mà hôm nay âm chỉ 5 triệu thì coi như cũng hồi vốn các bạn cũng không phải là tệ lắm cái lực thu vào đó đã, đã bắt đầu trở lại rồi cũng là À, một cái dấu hiệu tốt và cuối cùng là thùng muốn chia sẻ với các bạn là các bạn sử dụng telegram thường xuyên trong lĩnh vực crypto như mà các bạn có biết là telegram thì có khoảng một tỷ người dùng nhưng mà chưa bao giờ quảng cáo về telegram ở đâu hết chỉ có 30 nhân viên chính thôi các bạn và pavel durov là giám đốc duy nhất và là chủ sở hữu cổ phần và quản lý sản phẩm làm việc trực tiếp với mọi kỹ sư và nhà thiết kế và không có phòng nhân sự các bạn họ tuyển dụng đó thì họ tuyển dụng mọi người thông qua một cái contest.com đây là một nền tảng là thi đấu trả thưởng để mà giải quyết những cái thách thức kỹ thuật đó thì người thắng cuộc mà thắng nhiều ra được coi là những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất và có thể nhận được lời đề nghị làm việc với telegram các bạn thấy được là chúng ta không cần phải có một cái công ty đồ sộ có hàng trăm hàng ngàn người mới có hiệu quả các bạn đây là một công ty ít nhân sự nhưng mà cực kỳ hiệu quả và có tầm ảnh hưởng lớn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.